chuẩn bị làm đất để làm vụ mới. Đang cày bừa để dọn đất để làm lúa, tại vì đáng lẽ bữa nay là phải đi phát gạo à, nhưng mà bây giờ dời lại trễ 2 ngày qua lễ mới đi được. Tại vì có người hùng thêm 200 kg gạo nữa để phát cho bà con nghèo nên qua lễ mới đi được. Bây giờ phải chạy vô cho bà con ở trong làng Sóc Thông biết rằng đừng có chờ gạo bữa nay. Hôm qua mình vô mình báo với bà con nói là bữa nay mình đem gạo vô phát cho bà con, nhưng mà bây giờ trễ lại 2 ngày thì tôi chạy vô để nói cho bà con biết để bà con đừng có chờ mình đem gạo vô bữa nay. Ở đây que kêu quá trời. Đặt ấy đâu? Hả? Cá vậy? Dạ. Mà ăn cốt không đó? Bay. Mày ơi. Nãy trong cái bao là mấy con chó con. Người ta cho chó con đem về nuôi. Bây giờ về cái làng này nè, làng Sóc Thung nè. Để nói lại với bà con. Cho bà con đừng có chờ gạo bữa nay. Tại ngày mốt mới đem vô. Phải chờ một người nữa người ta cho thêm gạo cho 200 kg gạo để cho được hai chục gia đình nữa. Muốn đi phát chung với mình á, thành thử là phải chờ thêm ngày. Có vô mòn toán đi. Con nó to là khan sai đoạn ban mà kì ớt như mong phải hai cùng cùng chăm
mà phụ cái chóp bắn á, cái chóp bắn á cái ta là ta ta hối bắn bằng cái dầu mà ơi và ở quân này nhân và ba kiếm châu tật nông tích à mấy thế hả ná thơ ấy đi ra coi mấy cái bờ ruộng nó đang sửa nó lại từ khi nó hư mấy cái bờ rồi ông nông dân nhiều bạn ở ngoài Bắc đó, hay hỏi tôi là sao dân trong này nghèo quá ruộng lúa mênh mông mà sao nghèo quá? Thì nói để các bạn biết đó, làm lúa thì mấy năm nay cũng đâu có lời gì lắm, đó là núi dài vậy mà cái trồng lúa này bây giờ sao thấy xịt đủ thứ á. Đâu rồi? Sao cũng ngưng rồi. Cái này không biết xịt lúa, xịt thuốc gì vậy? Xịt cho lúa. Cái xịt lúa này nó đủ thứ hết á, là thuốc rầy, thuốc dưỡng gì đó. Là tính ra nhiều khi làm lúa nhiều người ta làm còn lỗ nữa, tại vì tiền phân bón thuốc trừ sâu này nó lên nhưng mà giá lúa thì nó không lên. Mà không biết tại sao, không biết cái đó là ăn thua nhà nước thôi. Từ đây trở lên là bắt đầu là có mưa nhiều rồi, thì cái khu ruộng này là khu ruộng nó cũng hơi cao đó, thành thử ra bà con ta chuẩn bị đất này. Chúng mà làm người dạy qua công đất thì cũng đâu có lời lắm gì đâu. Nhiều người làm cái nợ tiền phân tiền thuốc đủ thứ hết rồi, cứ làm mà tới mùa trả cho người ta mà cuối cùng thì không có đủ tiền trả, thì nhiều khi phải gán nợ cho người ta lấy đất đó, thuốc bệnh cây lúa này nọ đủ thứ. Thank you.
và dán qua cái nợ mà mình thiếu người ta nữa. Hỏi tụi các bạn có hỏi tôi sao mà dân có miền Tây lúa mình mong mà nghèo, thì cái đó tôi cũng không biết là sao nữa, phải có cái chính sách nông nghiệp sao cho bà con thì hoa mai, chứ còn mà thả lỏng vậy